Khi ngươi tu tuệ nên nghĩ thế này, việc tu bát nhã này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào sắc để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thọ tưởng hành thức để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ sắc thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ thọ tưởng hành thức mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào nhãn xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào nhĩ tỷ thể thân ý xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng thủ nhãn xứ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ nhĩ tỷ thể thân ý xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào sắc xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thanh hương vị xúc pháp xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ sắc xứ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ thanh hương vị xúc pháp xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào nhãn giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ nhãn giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào nhĩ giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ nhĩ giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, người chẳng nên dựa vào tỷ giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tỷ giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào thiệt giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ thiệt giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào thân giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ thân giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, người chẳng nên dựa vào ý giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ ý giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào địa giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thủy hỏa phong không thức giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ địa giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ thủy hỏa phong không thức giới mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào vô minh để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ vô minh thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào bố thí ba la mật đa để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ bố thí ba la mật đa thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng chấp thủ tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào pháp không nội để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ pháp không nội thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào chân như để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ chân như thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào thánh đế khổ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thánh đế tập diệt đạo để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ thánh đế khổ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ thánh đế tập diệt đạo mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào bốn tịnh lự để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào bốn vô lượng, bốn định vô sắc để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ bốn tịnh lự thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ bốn vô lượng, bốn định vô sắc mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào tám giải thoát để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tám giải thoát thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, người chẳng nên dựa vào bốn niệm trụ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ bốn niệm trụ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào pháp môn giải thoát không để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ pháp môn giải thoát không thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào 10 địa bồ tát để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ 10 địa Bồ Tát mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào 5 loại mắt để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào 6 phép thần thông để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ 5 loại mắt thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ 6 phép thần thông thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào 10 lực Phật để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ 10 lực Phật thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào pháp không quên mất để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào tánh luôn luôn xả để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ pháp không quên mất thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ tánh luôn luôn xả mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào trí nhất thiết để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao?
Vì nếu chẳng chấp thủ trí nhất thiết thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng chấp thủ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào tất cả pháp môn Đà La Ni để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào tất cả pháp môn Tam Ma Địa để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tất cả pháp môn Đà La Ni thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng chấp thủ tất cả pháp môn Tam Ma Địa mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào quả dự lưu để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào quả nhất lai bất hoàn a la hán để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ quả dự lưu thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng chấp thủ quả nhất lai bất hoàn a la hán mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào quả vị độc giác để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ quả vị độc giác mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào tất cả hạnh đại Bồ Tát để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tất cả hạnh đại Bồ Tát mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, đối với sắc ngươi chớ sanh tham ái, đối với thọ tưởng hành thức cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với nhãn xứ ngươi chớ sanh tham ái, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với sắc xứ ngươi chớ sanh tham ái, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì sắc thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với nhãn giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với nhĩ giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với tỷ giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với thiệt giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với thân giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với ý giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với địa giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì địa thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử, đối với vô minh ngươi chớ sanh tham ái, đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, ưu não cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử, sầu than khổ, ưu não, chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với bố thí ba la mật đa ngươi chớ sanh tham ái, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với pháp không nội ngươi chớ sanh tham ái, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với chân như ngươi chớ sanh tham ái, đối với pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với thánh đế khổ ngươi chớ sanh tham ái, đối với thánh đế tập diệt đạo cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với bốn tịnh lự ngươi chớ sanh tham ái, đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với tám giải thoát ngươi chớ sanh tham ái, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với bốn niệm trụ ngươi chớ sanh tham ái, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với pháp môn giải thoát không ngươi chớ sanh tham ái, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với mười địa bồ tát ngươi chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì mười địa bồ tát chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với năm loại mắt ngươi chớ sanh tham ái, đối với sáu phép thần thông cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì năm loại mắt sáu phép thần thông chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với mười đức Phật ngươi chớ sanh tham ái, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với pháp không quên mất ngươi chớ sanh tham ái, đối với tánh luôn luôn xả cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với trí nhất thiết ngươi chớ sanh tham ái, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni ngươi chớ sanh tham ái, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì
tế tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với quả dự lưu ngươi chớ sanh tham ái, đối với quả nhất lai bất hoàn A La Hán cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với quả vị độc giác ngươi chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì quả vị độc giác chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với tất cả hạnh đại bồ tát ngươi chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ngươi chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Hết quyển thứ 313.